Chào các bạn, hôm nay mình lại có một chiếc máy chiếu ở hãng GPD Gamepad Digital. Chiếc này thì là chiếc Winmax, GPD Winmax là chiếc nâng cấp của chiếc GPD Win và Win 2 đã từng ra mắt của GPD. Thì cái Winmax này nó sử dụng chip rất là mạnh, 1035G7, mạnh hơn cả Surface Pro 7. Surface Pro 7 chỉ là 1035G4 thôi, chiếc này G7 cơ, rất khủng. Bởi vì G7 nó tương đương với lại khả năng là chip xử lý giống nhau nhưng mà đồ họa thì mạnh hơn. Đây là chiếc GPD đó, Winmax, trông dày, rất dày và cục mịch. Đấy, nhưng mà khá là, kích thước cũng khá là bé, tôi sử dụng màn hình 8 inch. Rồi, trong hộp có gì? Đây là quyển sách hướng dẫn Winmax bằng tiếng Trung. Sử dụng chip, chiếc nắp này là chiếc máy chơi game này, nó sử dụng chip 1035G7, RAM 16 DDR4, xung nhịp đến 3777Hz, nói chung là cực kỳ nhanh, bổ SSD chuẩn NVMe. Nói chung là toàn bộ những cái gì về cấu hình ngon nhất thì đều áp dụng trên chiếc máy này. Đấy, duy nhất có một cái mà mình không ưng ý, đó là chiếc màn hình thì lại lỏng nhất. Rồi, nên cục sạc của nó khá là to. Cục sạc này sử dụng chuẩn PD đây, 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A và 20V 3,5A, 65W. Đấy, cùng dây sạc, sạc Type-C, dây khá là chắc chắn, cực kỳ dày dặn. Đấy, chuẩn này chắc là chuẩn 3.1. Nói chung là toàn bộ linh kiện và các phụ kiện khá là ok. Rồi, đây nhân vật chính. Nhân vật chính thì ôm đùm rất nhiều cổng kết nối. Đây là cổng mạng này. Nếu một chiếc laptop di động như thế này thì thực ra không cần cổng mạng như thế này làm gì cả. Có lẽ là họ mà chiếc này sử dụng Wi-Fi 6 luôn nhá. Wi-Fi 6 thì tốc độ băng thông khá là cao rồi, nhưng vẫn hỗ trợ mạng gigabit. Đây là cổng HDMI full size này, 2 USB full Type A 3.0, một cổng USB-C và một cổng Thunderbolt. Đó, xuất hình ảnh cộng với lại có thể sự kết nối với eGPU luôn. Nói chung là các màn hình ngoài rời ấy, rất mạnh. Đây nút gạt để chuyển chế độ game bát hoặc là chế độ chuột joystick. Cổng âm thanh 3.5 mic. Bây giờ mình sẽ mở chiếc máy này lên. Đấy, vì máy này là máy dạng như máy game cầm tay chạy Windows nên là nó giống hệt cái thiết kế của chiếc GPD Win, nó có cái tay cầm joystick ở đây. Dùng công nghệ Xbox 360, nút tiếng giảm đây, ABXY. Đấy, đây nút nguồn. Cái này có thêm một cái trackpad ở giữa này nữa. Đấy, cái gamepad này, cái joystick này có thể sử dụng làm chuột luôn. Chiếc máy này cấu hình rất là cao, tuy nhiên thì mình rất chê nó ở cái màn hình. Năm 2020 rồi nhưng mà cái viền màn hình nó rất là dày. Đấy, nên tầm một phần phải hơn phần, cạnh trên phải là phần rưỡi, cạnh này phải đến phần rưỡi, cạnh này phải đến phần 2. Rất là chán. Những chiếc laptop mini như OneMic của hãng OneNetbook ấy thì nó rất là mỏng, ngay cả chiếc GPD P2 Max viền cũng khá là mỏng. Bạn thể thấy đây, viền nó rất mỏng, viền trên dưới, viền hai bên nó dày một chút. Tuy nhiên thì viền trên dưới rất là bé luôn, chỉ 5 ni thôi. Không nói chiếc này phải đến phân rưỡi. Đó, nói chung là hơi chán một chút. Mà mặt khác cái màn hình này, màn hình 8 inch độ phân giải chỉ có HD, không được full HD. Khá là buồn. Tuy nhiên thì do là máy này chơi game ấy nên là mình nghĩ là hỏi mình tắt âm thanh đi tí. Mình nghĩ là do cái hãng này nó nâng cấp lên từ cái thời Winmax, GPD Win 2 đều sử dụng độ phân giải là 5 inch HD thì chiếc này nó sử dụng 8 inch HD. Kể ra mà hãng GPD nâng cấp cái màn hình lên 9 inch HD hoặc là 9 inch Full HD sẽ hợp lý hơn, nhìn nó sẽ đẹp hơn.
đẹp hơn rất nhiều. Vì chiếc máy này sẽ cấu hình như thế này có thể gánh được cái màn hình Full HD để mà chơi game mượt à. Đấy, một số cái cấu hình game Full HD đấy. Đấy, rồi, mình sẽ đặt tên máy là windows-net.vn. Không đặt password. Tất cả những cái máy tính mình đăng nhập đều mình đã không đặt password là khoảng trắng hết. Thì khi các bạn mà dự đăng nhập cái khi mà mua về ấy, mà đăng nhập vào cái wi cái tài khoản mà nó hỏi current password thì để next luôn là được. Đó. Cái này có hai quạt tản nhiệt khá là khủng, hiện tại mới chỉ có một quạt chạy một quạt không chạy bởi vì là nó chưa dùng nóng lắm. Đây có nút R1, R2 ở đây. Thì khi mà chiếc GPD này ra mắt cái WinMark này thì một hãng khác của Trung Quốc cũng là OneNetbook thì cũng ra một chiếc máy cũng hỗ trợ chuyên chơi game là chiếc OneGX1. OneGX1 thì mình cũng có một chiếc ở đây. Tí nữa sẽ trên tay cho các bạn xem và so sánh luôn. Đây OneGX1. Cạnh tranh nhau. Cái này thì về cấu hình, cái kia thì về kiểu dáng. Đấy. Mỗi cái là một trường phái. Tất nhiên mình sẽ nói về cái khi mà mình làm video thì mình sẽ so sánh với cái ưu điểm của từng chiếc một. Cái chiếc này là độ phân giải HD ấy, thì khi mà chơi một số cái game ví dụ như là game cũ thì nó sẽ không bị go màn hình, ví dụ như là chơi game AOE đế chế thì sẽ không cần phải chỉnh được độ phân giải. Hoặc là một số game cái cấu hình này nếu mà không đáp ứng được Full HD sẽ phải chỉnh độ phân giải xuống HD chẳng hạn, thì mình sẽ không cần phải chỉnh độ phân giải để cho nó full nữa, không bị mất khoảng màn hình. Đấy, một số game rất là khó khăn cái việc khoảng chỉnh màn hình đấy, nó không tương thích nhiều. Trackpad ở trên thì hơi khó dùng một chút, tuy nhiên thì nó sẽ có phù hợp bởi vì nó cái phím bấm như này. Đây, chơi game joystick. Bây giờ sẽ gạt xuống chuột à. Nói chung là mình không chơi game nên là cũng chả biết đây. Test cái game máy này như thế nào. Mọi người có thể tự cái nút R1, R2 này cũng có thể bấm để điều khiển ngay trên Win được. Đấy. À, có cảm ứng luôn. Mặc dù màn hình độ phân giải chỉ có HD thôi nhưng mà khi mà mình chơi ấy thì cái khoảng cách nhìn của mình cũng khá là xa nên là nó không bị rỗ cho lắm. Bạn cũng yên tâm, không có vấn đề gì bởi vì màn hình này màu sắc rất là đẹp, mặc dù chỉ HD thôi nhưng màu sắc rất là đẹp, do mình không dí sát mắt vào nên là nhìn vẫn rất là mịn. Đó, PPI nó tương đương với một cái màn hình 12 inch, 10 inch độ phân giải Full HD tầm tầm đó, 210 217 pp. Rồi, giờ mình sẽ vào web. Đấy, mới chỉ chạy web. Thực ra là tại sao cái máy này mà nó chạy quạt mới mưa mới chạy bung win nó lại quạt mạnh như thế, bởi vì nó khi mà mới bung win cái máy chạy khá là lặng nên nó cũng không có vấn đề gì phải quá to tát cả. Rồi. Mình sẽ mở cái video này. Mình nuôi mình tắt tiếng mất rồi. Đấy. Được nhập khẩu và phân phối chính hãng bởi Phú Âm Thái cuối thanh năm 2019 đầu 2020. Đây sẽ là một cái lựa chọn âm thanh không được khác to cho lắm. trong cái phân khúc xe hạng sang. Ok. Khi mà nó sử dụng Đấy. cái thiết kế sang trọng của cái thương hiệu Land Rover và đặc biệt nhất nó có cái máy này rất là hầm hố, tuy nhiên thì nó hơi dày. Cái nhược điểm của chiếc máy này so với chiếc GPD, chiếc OneGX1 ấy, nó ở cái phần vấn đề là ví dụ bạn nào mà chơi game nặng chẳng hạn thì máy nó sẽ chạy nóng, toàn bộ cái phần lưng này nó sẽ nóng lên và mình khi mình cầm tay như này sẽ khó chịu ở cái bàn tay của mình, nó sẽ bị nóng. Đấy. Cái nhược điểm duy nhất của nó là cái vấn đề mà trackpad cái gamepad này nó gắn liền với máy ấy,
thì nó sẽ hơi bị nóng là mình chơi game không được lâu. Ví dụ chơi game nào đồ họa nó khủng quá chẳng hạn, yêu cầu phần cứng nhiều quá, quạt tản nhiệt không quạt tản được đấy, thì nó sẽ nóng. Tuy nhiên chiếc máy này nó lại sử dụng không phải vỏ nhôm mà là vỏ nhựa, nên là cái cách nhiệt của nó sẽ tốt hơn cái vỏ nhôm. Nó truyền nhiệt ra vỏ nhôm nó sẽ kém hơn, nên là bạn sẽ cầm nó sẽ mát hơn. Mặc dù thì vỏ nhôm như ABS này cầm khá cứng cáp, tuy nhiên nó sẽ không được chắc chắn được như vỏ nhôm nguyên khối. Đấy, cầm vào vặn vặn nó vẫn hơi kêu một chút vì là vỏ nhựa mà. Đấy, vỏ nhựa. Máy thiết kế rất là hầm hố, to dày giống như chiếc Panasonic mà dòng kiểu dòng nồi đồng cối đá ấy. Thì chiếc này cũng tương tự, nặng 780g này. Rồi. Khi mà mở ra mở vào thì vẫn có tiếng kêu hơi bị vặn, nó hơi bị vặn một chút, nó vẫn kêu hơi ọp ọp. Tất nhiên thì bù lại thì cấu hình rất là cao. Chip Core i5 1035 EG7. Đấy, dùng chip Intel Iris 7. RAM tới tận 16GB. Bộ nhớ nó 512, rất là khủng. Vừa để mớ để lưu trữ dữ liệu. Cái này nó còn một phiên bản khác sử dụng bộ nhớ 1T SSD cơ. Nhưng mà giá thì cao hơn, 512 cũng khá là đủ nhu cầu rồi. Nếu bạn nào mà sử dụng chiếc máy này với một chiếc mình cầm cái màn hình ra cho các bạn xem. Chơi game 4K trên cái màn hình rất là tuyệt. Sẽ kết nối nó trên màn hình 4K qua tay di động nha. Chúng xin lỗi các bạn là không chuẩn bị trước cái đồ nghề. Đấy, kết nối dây ở đây. Rồi bỏ cái máy này ra. OneMic thì chú trọng về thiết kế, còn GPD chú trọng về cấu hình. Đấy, hai hãng mini lắp thì đi laptop. Cái phần ở bên trên đây thì sẽ được sơn màu đen khác tông màu với cái phần xe, và ngoài ra một vài những cái chi tiết điểm xuyến, ví dụ như ở phần bên hông xe ở đây giữa màu đen màu vàng. Cái đặc biệt của cái này là chính là nó kết nối được với lại GPU rời. Nhưng mà có lẽ một chiếc máy siêu di động như thế này thì chả mấy ai mua GPU rời vì mà kết nối cả. Cộng thêm nữa đó là cái phần mặt ca lăng đó, nhỏ thôi. Như thế thì thà mua một cái cây rất mạnh. Và vài cái chi tiết này nó đã tạo nên được một cái góc nhìn rất là khác biệt cho Land Rover hay chiếc Evoque nó riêng ở đây. Rồi. Xem qua một chút về trang bị ở phía trước thì ở đây sẽ bóng. Có hệ thống đèn LED với tính năng auto hai bên, đèn pha tự động. Khi em chạy tốc độ cao trên cao tốc thì không biết cắm cổng nào. Nếu nhìn thấy một chiếc xe khác nó sẽ tự động hạ đèn pha xuống. Thì đây là một cái tính năng rất là văn minh. Của mình nghĩ là anh em có sử dụng xe nên sử dụng cái tính năng này. Ngoài ra thì vẫn sẽ là những cái hệ thống cảm biến phía trước rất là đầy đủ, 6 cảm biến, 2 trước diện và 2 ở góc của hai bên hông. Ngoài ra thì hệ thống camera 360 độ mô phỏng toàn cảnh xung quanh ở dạng thực tế ảo cũng được trang bị. Bởi vì đây là một cái thế hệ mới nhất mà nó trang bị tương tự không biết là chiếc máy này. Ngoài ra thì vẫn sẽ có những cái trang bị khác, ví dụ như là hệ thống phanh khẩn cấp ở phía trước cũng như là phía sau, rất là đầy đủ. Rồi, kết nối qua cổng Type-C, cổng HDMI nhé. Rất là hay. Có thể trong suy nghĩ Thunderbolt là cổng này. Hai cổng C. SUV có khả năng vượt trội. Nhưng có thể đúng một phần nào đó hay là đúng ở trên một dòng xe hay là một vài dòng xe nào đó của Land Rover thôi. Cũng giống cách. Ở đây có một cái chi tiết đó là cái phần no signal. Đó, kết nối được rồi. Đây là sử dụng cái màn hình Full HD ở bên ngoài. Cảm ứng cắm luôn. Đấy, vừa rồi là mình cắm nhầm cổng. Nên là nó, vì nó có hai cổng C mà chỉ có một cổng xuất được hình ảnh thôi. Các bạn thấy đây này, hai cổng C. Một cổng này là cổng Thunderbolt này. Cổng này là cổng C, chỉ là USB bình thường 3.1 thôi, chưa không có cổng xuất.
cổng HDMI to ở đâu. Đấy. Nếu mà kết hợp với màn hình này mà cầm chơi game, tắt màn hình ở kia đi chơi game, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Lắc lắc ục ục trên màn hình rất là to. 4K luôn. Mình cài đặt cho nó độ phân giải Full HD. Ở đây chưa có 4K. Nào. Đây là cái loa này, là loa của màn hình nhá. Đấy, những chiếc máy nhỏ nhỏ như thế này thì đi kèm với cái màn hình này thì rất là tuyệt vời rồi. Đấy. Rất tuyệt. Chắc mình phải nào tập chơi game để test mấy cái game cho các bạn xem. Ở trong cái trang web của mình thì có một số cái điểm benchmark về hiệu năng ấy. Các bạn có thể vào đó để xem. Thực ra nó là điểm hiệu năng của hãng test. Và mình copy về và thêm một số chữ tiếng Việt thôi, chứ nó cũng không có thể gì là mình test cả. Đấy. Không chuyên chơi game, các bạn thông cảm. Mới lại máy mới bung, muốn để test cái chơi game của nó thì có thể các bạn trên YouTube rất nhiều cái video của bên nước ngoài, có Việt Nam thì cũng hơi hiếm nhưng mà nước ngoài rất là nhiều. Chiếc GPD này thì bán nổi tiếng, khá nổi tiếng ở các trang mạng online của nước ngoài như Bangwook này, AliExpress này, Amazon này. Amazon cũng bán. Đó, chiếc này mình nhập về thì giá rơi vào tầm khoảng 24 triệu cho cái cấu hình 16G512 này. Đấy. Chuột. Nói chung là chuột ở cái vị trí trên này sẽ dùng hơi khó chịu một chút. Khi mà dùng chuột thì lại không gõ được bàn phím. Cái máy này hay không? Phải tắt được quạt này. Đấy. Khá hay. Để cho mình có chơi game trong khoảng lúc mà muốn im lặng hạn thì mình tắt quạt đi. Tuy nhiên máy sẽ rất nóng. Rồi. Cái video đã hơi dài rồi. Bây giờ mình sẽ kết thúc cái video ở đây. Đấy, thiết kế thì nó hơi hầm hố một chút, hơi dày một chút, màn hình thì viền dày một chút. Tuy nhiên thì cấu hình khá là tốt, cân nặng thì khá là nhẹ, chỉ tương đương một chiếc Surface Pro 7 780g. Tuy nhiên thì kích thước là rất bé, chỉ bằng một nửa chiếc Surface thôi, 1/3 chiếc Surface. Đó. Nên là cầm đi cầm lại rất là tiện. Này, đây là chiếc Surface này. Một nửa chiếc Surface, 1/3 thì hơi quá. Đấy. Nên là cầm đi để mà chơi game. Các bạn nào mà chuyên chơi game chẳng hạn, thích chơi game siêu di động, có thể cầm chiếc máy này rất là tiện. Có ngay chiếc joystick, bấm 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 bấm. Rồi. Chơi FIFA hoặc là ấy, mấy cái game ví dụ như là Liên Minh Huyền Thoại chắc là joystick không cần. Nhưng mà mấy cái game ví dụ như FIFA chẳng hạn, hoặc là chơi game PUBG Mobile ấy, thì nó sẽ hợp lý hơn. Rồi, cảm ơn các bạn theo dõi video của mình. Xin cảm ơn.